Thứ nhất, đó là chúng ta tiếp tục chương trình của năm ngoái rồi, nhưng mà năm nay chúng ta tiếp tục và sẽ còn tiếp tục trong nhiều năm sắp tới nữa, đó là đọc lời Chúa, lắng nghe lời Chúa, cầu nguyện với lời Chúa và sống lời Chúa. Thưa anh chị em, đây là một điều vô cùng hệ trọng. Anh chị em hãy nhớ nhé, vô cùng hệ trọng. Chúng ta cứ tưởng rằng đi lễ đông là tốt, đúng là đi lễ là quan trọng đấy, nhưng mà cùng với việc đi lễ thì cái việc lắng nghe lời Chúa, cầu nguyện với lời Chúa là quan trọng. Chúa Giêsu bảo chúng ta xây nhà ở trên đá hay trên cát? Trên đá. Một xây nhà trên đá thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là nghe lời Chúa và thực hành lời Chúa thì đó là xây nhà trên đá. Mưa to, gió lớn, nước tràn vào, không sợ gì hết. Còn nếu mà không xây nhà trên lời Chúa thì tức là xây nhà trên cát, mưa to, gió lớn, nước tràn vào thì nhà ấy sẽ sụp. Anh chị em thấy mỗi một năm những trận mưa đầu mùa, chúng ta thấy cái gì? Mưa to, gió lớn, chưa có bão, mới là gió lớn thôi, thì ở ngoài đường đi chỗ này chỗ kia nó xảy ra cái gì? Cây đổ, đúng không? Cây đổ. Có những cây cổ thụ to là một hai người ôm đó chứ, cành to, lá xum xuê vươn xanh đẹp lắm, nhưng mà gió lớn đổ. Khi người ta thấy đổ rồi ta xem thì cái rễ làm sao? Không có rễ. Rễ thối rồi hay là rễ nông quá rồi? Không có rễ. Cho nên là mưa to gió lớn là đổ. Thưa anh chị em, trong đời sống đức tin của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta không ăn rễ sâu vào lời Chúa, tôi nói lại nhé, tôi xin phép được lặp lại để nó phải vào đầu chúng ta cơ. Không ăn rễ sâu vào lời Chúa, không sống lời Chúa, không cầu nguyện với lời Chúa thì thưa anh chị em, chúng ta có nguy cơ sẽ đổ. Chúng ta đừng có tự hào là giáo xứ Hà Nội chúng con đi lễ đông. Thưa anh chị em, chưa có gì là đáng tự hào hết đó. Anh chị em nhìn sang bên Pháp kìa, bên Ý kìa, bên Đức kìa, những cây cổ thụ nhé, 2000 năm rồi, 2000 năm đón nhận tin mừng rồi, cây cổ thụ đấy, vậy mà bây giờ làm sao? Đổ. Đổ. Tôi mới sang Hàn Quốc đây, gặp các đức cha kể chuyện, các ngài bảo Hàn Quốc cũng đang nguy đó. 20 năm trước anh chị em thấy Hàn Quốc làm sao? Về kinh tế nhé, con rồng châu Á, rồng đang bay lên. Rồi về đời sống đạo cũng vậy, mạnh mẽ, hăng hái, gửi nhiều nhà truyền giáo đi nước ngoài, nhà thờ đông nghẹt. Vậy mà các đức cha kể chuyện là mới là cái cơn bão Covid nó thổi qua 2 năm, bây giờ nhiều cộng đoàn đổ, nhiều nhà thờ bây giờ còn có 30%. Cái này chính các giám mục nói với tôi nhé. Nhiều nhà thờ còn có 30% thôi. Có cha nói với tôi là 18%, tùy theo đó, đổ rồi. Bởi vì không có rễ, chỉ đi lễ rồi nó bề ngoài sinh hoạt ào ào nhộn nhịp vậy thôi, hoành tráng to, không có rễ là đổ. Mà rễ đấy là gì? Rễ là phải là lời Chúa thôi. Mà chính Chúa Giêsu nói, đọc lời Chúa, nghe lời Chúa, suy gẫm lời Chúa trong sự thinh lặng. Thinh lặng để nghiền ngẫm. Chúng ta có nghe chứ, đúng không? Nhưng mà nghe của chúng ta nó mới dừng ở đây thôi, ở tai thôi. Cái nghe của chúng ta đó, nó phải làm sao nó thấm vào đầu của chúng ta, thấm vào trái tim của chúng ta. Như vậy mới gọi là chắc á. Còn nghe rồi ào 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 ào, không chắc đâu. Nghe đây ra ngoài kia cãi nhau tiếp, không có gì là bảo đảm hết. Tôi muốn nhấn mạnh cái chuyện này bởi vì nó là tương lai của chúng ta đấy. Mà không phải là chỉ làm một ngày hay là một vài tháng, một năm. Nó phải làm nhiều năm để nó rễ ăn sâu xuống.
Cho nên anh chị em ý thức cái điều đó, là chúng ta cũng động viên cho con cái chúng ta, cho lớp trẻ này nữa. Và chúng ta đang thấy nó đổ dần rồi đấy, nhiều cái rễ nó mục rồi đấy. Con cái của nhiều người bây giờ đâu đi lễ nữa, đúng không? Giới trẻ nhiều người bỏ lễ rồi, đổ rồi đấy. Chúng ta phải lấy cái đó là suy gẫm, cái đó, nó tương lai của chúng ta đó.